bay vì bị tin tặc tấn công. Hệ thống bảo dưỡng máy bay của hãng bay Rafner, Mỹ, đã bị tin tặc tấn công khiến nhiều chuyến bay quốc tế buộc phải hủy bỏ. Báo cáo của KTU cho biết, cuộc tấn công mạng được phát hiện hôm thứ Bảy tuần trước, 21 tháng 12, nhưng không công bố chi tiết. Hàng chục chuyến bay của Rafner buộc phải hủy bỏ. Hiện một cuộc điều tra đang được tiến hành. Toàn bộ hệ thống bảo dưỡng máy bay buộc phải ngừng hoạt động. Rafner đang làm việc với FBI và chuyên gia an ninh mạng để khôi phục hệ thống, đồng thời điều tra vụ tấn công. Đầu tháng này, một cựu nhà thầu công nghệ của Z2 IT đã bị kết án 10 năm tù, sau khi đột nhập hệ thống và xóa dữ liệu khiến hãng bay phải khôi phục hệ thống suốt 12 tiếng trước khi có thể hoạt động trở lại. Tin tặc 27 tuổi đã xâm nhập vào tài khoản email của giám đốc điều hành Z2, Steve Happy, để trả thù cho việc mình bị sa thải năm 2017, vụ tấn công gây thiệt hại hơn 213.000 đô la Mỹ.